Chiều nay, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thanh Truyền kiểm tra thực tế tình hình thực hiện công tác phòng chống hạn mặn năm 2024 tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đoàn đã kiểm tra các trạm bơm cây gáo, rạch đào, rạch chanh, các cống Nhật Tảo, Châu Phê, Bào Tân trên địa bàn thành phố Tân An và các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức. Một số cống tiếp giáp sông Dàm Cỏ Đông như cống Nhật Tảo ghi nhận độ mặn bên ngoài khá cao nên đơn vị quản lý đã sớm đóng cống, tích cực trữ nước vào hệ thống thủy lợi bên trong. Các cống trạm bơm tiếp giáp sông Dàm Cỏ Tây vào lúc những chân triều nguồn nước ngọt vẫn còn để lấy vào bên trong nội đồng. Ngoài trạm bơm rạch chanh được đầu tư mới, các cống trạm bơm khác cũng được bảo trì sửa chữa kịp thời trước mùa khô, đảm bảo vận hành hiệu quả. Hiện ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 34 km ở sông Dàm Cỏ thuộc xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ của huyện Châu Thành. Ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 50 km ở Dàm Cỏ Tây thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân của huyện Tân Trụ, và xâm nhập sâu hơn 55 km ở sông Dàm Cỏ Đông, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức. Dự báo thời gian tới, độ mặn sẽ còn tiếp tục tăng. Vì vậy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nguyễn Thanh Truyền đề nghị các địa phương đơn vị quản lý, bám sát diễn biến tình hình thủy văn để có những chỉ đạo điều tiết kịp thời nhằm phát huy hiệu quả ngăn mặn trữ ngọt của các cống trạm bơm, đảm bảo sản xuất cho nhân dân.